Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong các nhạc sĩ thì chúng ta phải kể đến nhạc sĩ Trần Thị Thanh. Nhạc sĩ Trần Thị Thanh là một trong những người nhạc sĩ mà chuyên viết đề tài về lính. Và nói đến về đề tài về lính thì những ca khúc rất là hay, rất nổi tiếng của ông cho đến ngày hôm nay thì có rất nhiều người hát. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thị Thanh, đó là ca khúc được mang tên Thư của lính. Ngày hôm nay gửi đến quý vị qua một tiếng hát của một người ca sĩ tuổi thì rất là nhiều rồi, nhưng mà phong cách thì không ai biết rằng là anh nhiều tuổi hay là ít tuổi. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiếng hát của ca sĩ Hương Trường. Chào anh chị em trong câu lạc bộ. Hương Trường hôm nay xin được mượn sân khấu của đại hội câu lạc bộ Kết Nối Đam Mê để gửi tặng đến một số bạn của Hương Trường là những người bộ đội. Mà bảo từ khi Hương Trường tham gia câu lạc bộ Kết Nối Đam Mê thì bảo chưa bao giờ thấy Hương Trường hát về người lính cả. Cho nên hôm nay là Hương Trường mượn sân khấu của câu lạc bộ Kết Nối Đam Mê để thể hiện gửi tặng một số fan của Hưng. Hưng xin cho các bạn nhé. Từ khi anh tôi học và từ khi anh thích ngao trên, từ khi anh xa nhà một ngàn đêm nhung nhớ giữa trời mây, ngày đêm trăng đi hành và thường khi dừng bước giữa hoang vu, một thằng nhớ em để một thằng nhớ thêm, còn mình chỉ nằm im. Đồn anh bên sông Tàng và hoàng hôn đưa thăm đây sông thơ, nhiều tên trong đơn vị gọi đồ anh chiến sĩ của mộng mơ. Thường khi hai ba thành chiều khi ra bờ vắng ngắm mông lung, một thằng nhớ em để một thằng nhớ thêm, thứ của lính công danh bầu trời như mong nhớ đâu em, thứ của lính công cơn lòng thương không nét hoa đà tình, thứ của lính ba lô làm bạn nên nét chữ không ai, nhưng thứ của lính khi nhớ em thật đầy. Chiều hôm kia thăm làng, chiều đôi anh ra đứng gác bên dành, một cô đi trên đường đẹp như em khóc lúc giận anh, để cho anh nghe thèm đường chiều xưa người sang áo em dài, thèm một nét môi phép thôi thì mình lại có trời như mong nhớ đâu em, thư của lính không thơm nồng hương không nét hoa đà tình, thư của lính ba lô làm vàng nên nét chữ không ai, nhưng thư của lính đi giữa rừng cây khi nhớ em thật thầy. Chưa thăm làng, chiều đồi anh ra đứng gác bên dây, một cô đi trên đường đẹp tựa như em khóc lúc gần anh, để cho anh nghe thèm
đường chiều xưa người sáng áo em xanh. Thèm một nét vui, một lần về phép thôi, vì mình là có đôi. Thứ của lính từ không được dài, như mong nhớ đâu em. Thứ của lính chấm dứt ở đây, sau khi để thêm hai chữ hồn em.